Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 1998, chúng ta đang ở tòa sấm mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học sang công phu sáng thứ tư và bắt đầu bằng kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Kinh bốn lĩnh vực quán niệm tiếng Pali là Satipatthana Sutta. Tiếng Anh dịch là The Four Foundations of Mindfulness. Đây là một cái kinh văn hết sức quan trọng cho người tu thiền. Kinh này thường được các thầy học thuộc lòng. Đây là kinh gối đầu giường. Cho đến ngày hôm nay, nhiều thầy trong truyền thống Nam Tông vẫn còn học thuộc lòng kinh này. Ở trong truyền thống Bắc Tông thì chúng ta học thuộc lòng nhiều kinh, trong đó có kinh Di Đà. Nhưng mà cái kinh niệm xứ này bốn lĩnh vực quán niệm gọi là kinh niệm xứ này thì các thầy ở trong Nam Tông thường hay học thuộc lòng. Và có khi có người hấp hối thì các thầy cũng đem kinh này ra để đọc cho người hấp hối nghe, tại vì đây là cơ hội chót. Ví dụ như mình còn có 7 ngày nữa mình chết, hay là mình còn có một ngày nữa mình chết, thì nghe kinh này mình vẫn có một cơ hội chót để thực tập. Khi mình biết rằng mình sẽ chết thì lúc đó mình rất tinh tiến, mình hết lòng, mình thực tập, mình sử dụng những cái ngày giờ còn lại để mình thực tập. Và vì vậy cho nên các thầy thường hay đọc kinh này cho những người hấp hối, những người biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Nếu mình không có chết trong 7 ngày thì mình chết trong 3 ngày hay là 2 ngày hay là 1 ngày. Thì đó là cho họ một cái cơ hội chót. Tại vì trong kinh này Bụt có dạy rằng nếu quý vị thực tập trong 7 năm thì quý vị có thể chứng quả được, có thể giải thoát được. Nhưng mà đừng nói 7 năm. Bảy tháng. Mà nếu thực tập chuyên cần thì quý vị cũng có thể đạt tới giải thoát được. Hay là đừng có nói 7 tháng, nói một tháng cũng được. Hay là nếu mà quý vị chỉ có 7 ngày thôi mà quý vị thực tập cho chuyên cần thì quý vị cũng có thể có cơ hội. Và đừng nói 7 ngày, nếu mà có 24 giờ đồng hồ thôi mà nếu thực tập chuyên cần thì cũng có một cơ hội. Và cái câu nói đó khiến cho người ta thấy rằng kinh này là một cái cơ hội cho những người hấp hối. Vì vậy cho nên khi mà đến thăm những người hấp hối và đổ cho những người hấp hối thì các thầy thường đọc kinh này cho họ nghe. Kinh này có thể gọi là manual, sách gối đầu giường của người tu thiền. Gọi là kinh bốn lĩnh vực quán niệm là tại vì có bốn cái đối tượng của sự quán chiếu. Đối tượng thứ nhất là cái thân của mình. Đối tượng thứ hai là cái cảm thọ của mình.
feeling. Đối tượng thứ ba là những cái tâm hành của mình. Và thứ tư, cái đối tượng thứ tư là những cái nội dung của tâm hành, tức là tất cả các pháp. Hán tạng chúng ta thấy còn hai tụng bản, một tụng bản gọi là kinh niệm xứ. Kinh niệm xứ đó là kinh thứ 98 của bộ Trung A Hàm. Và tụng bản này do một học phái gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ truyền lại. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ tức là Sarvastivada. Và từ tiếng Phạn đã được dịch ra chữ Hán. Đó là kinh niệm xứ. Lại có một tụng bản khác do một tông phái gọi là Đại Chúng Bộ truyền đạt lại. Đại Chúng Bộ tức là Mahasanghika truyền đạt lại. Và chúng ta thấy ở trong bộ Tăng Nhất A Hàm của thầy Dharmanandi dịch với cái tên kinh là Nhất Nhập Đạo. Nhất nhập đạo tức là một con đường vào, hay có thể dịch là con đường duy nhất để đi vào. Con đường duy nhất để đi vào nhấn mạnh tới cái sự quan trọng của cái sự thực tập kinh này. Nhất nhập đạo, the one way in, hay là the one way out cũng giống nhau. Và đó là dịch từ tiếng Ikayana. Ika là một, Yana là con đường, Ikayana là nhất đạo. Cái danh từ Ikayana này là nhất đạo, nó có mặt ở trong cả ba tụng bản Pali và hai tụng bản tiếng Hán. Có một con đường đi vào, con đường duy nhất để đi vào. Vậy cho nên chúng ta thấy địa vị của kinh này là địa vị rất quan trọng. Tụng bản Pali là tụng bản của phái Tamrasatiya, tiếng Hán Việt là Đồng Diệp Bộ. Đó là tông phái của những người khoác y màu họa hoàng, màu đồng đỏ. Nhưng mà sau này tông phái đó không có dùng cái danh từ đó nữa, mà dùng cái danh từ Theravada. Những cái dịch bản chữ Hán mà hiện thời chúng ta có là đã được dịch vào cuối thế kỷ thứ tư.
và sớm lắm là đầu thế kỷ thứ 5. Và nếu chúng ta có thời giờ và cơ hội, chúng ta có thể đem ba cái tụng bản này để mà đối chiếu so sánh với nhau. Tại vì ba tụng bản này là do ba cái tông phái giữ lại, và những tông phái này họ xa cách nhau từ lâu đời rồi. Vậy vậy cho nên cái sự truyền thừa nó có khác biệt, có những yếu tố mới nó được thêm vào. Và khi mà chúng ta đối chiếu và so sánh, chúng ta tìm ra được những cái điểm đồng và chúng ta tìm ra được những cái điểm gì. Và chúng ta có thể dùng tụng bản này để bổ túc cho tụng bản kia. Tại vì 4-500 năm đầu thì sự truyền thừa chỉ được làm bằng miệng thôi, bằng trí nhớ thôi, người ta chưa viết xuống. Và vì vậy cho nên trong khi tụng đọc có thể có những cái sai lầm, và đôi khi người ta đem một khúc kinh này người ta ghép vào trong cái khúc kinh kia. Và vì vậy cho nên là sự so sánh ba tụng bản có thể là công việc rất là thích thú và khám phá, có tính cách khám phá. Thì trong cuốn Con đường chuyển hóa, thầy đã làm sự so sánh đó một cách sơ lược. Và nếu quý vị có thời giờ, quý vị có thể đi sâu hơn trong cái sự nghiên cứu đối chiếu và so sánh ba tụng bản này. Tuy là mới nghiên cứu và đối chiếu sơ sơ mà mình đã có một số ánh sáng, đã tìm ra được những cái chi tiết rất là hay, giúp cho mình hiểu được cái kinh này một cách sâu sắc hơn. Kinh này thầy đã dịch ra tiếng Việt và đã dịch ra tiếng Anh, và cũng đã được dịch ra tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng khác, có thể là dịch trên mười mấy thứ tiếng, với những cái lời chú giải rất thực tế, có thể đem áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Tiếng Pháp, bản tiếng Pháp là Transformation et Guérison. Tiếng Anh là Transformation and Healing. Và tiếng Việt là Con đường chuyển hóa. Sách này cũng đã có thể được tìm bằng tiếng Ý, tiếng Đức v.v. mười mấy thứ tiếng. Chúng ta biết rằng hai cái học phái Theravada và Sarvastivada, tức là đồng nhập bộ và hữu bộ. Hữu tức là có, Sarvastivada tức là cái phái chủ trương rằng tất cả đều hiện hữu. Sarva là tất cả, Asti là có mặt, Vada là học phái. Học phái chủ trương tất cả mọi pháp đều có thật. Sarvastivada dịch là nhất thiết hữu bộ hoặc là hữu bộ. Thì hữu bộ với là Theravada, thượng tọa bộ, hai cái tông phái đó đã được xa cách nhau gần 2000 năm. Vì vậy cho nên khi mà mình đem hai cái tông bản so sánh với nhau, mình thấy nhiều điều rất hay. Và cố nhiên mình tìm ra được những cái điểm đồng giữa hai tụng bản. Học phái Sarvastivada hữu bộ đã di cư lên miền Bắc và lập căn cứ ở Kashmir trên 1000 năm. Và từ cái căn cứ đó, cái nền văn học của học phái đó đã được truyền sang Trung Quốc, dịch từ tiếng Sanskrit ra chữ Hán. Hiện bây giờ chúng ta
có 3 tuần bản đã được dịch ra, và vì vậy cho nên chúng ta có thể nghiên cứu được. Bốn lĩnh vực quan niệm ở đây, như quý vị đã biết, lĩnh vực thứ nhất là thân thể, lĩnh vực thứ hai là cảm thọ, lĩnh vực thứ ba là tâm hành, và lĩnh vực thứ tư là đối tượng tâm hành, tức là nội dung của tâm hành. Tâm hành là những cái tâm tư của mình, ví dụ như là buồn, giận, ghét. Nhưng mà buồn bao giờ cũng là buồn cái gì, giận bao giờ cũng là giận cái gì, ghét bao giờ cũng là ghét cái gì, tri giác bao giờ cũng là tri giác về cái gì, cái gì đó, tức là đối tượng của tâm hành, mà danh từ chuyên môn gọi là pháp. Các pháp, các pháp nghĩa là những đối tượng của nhận thức, của tâm tư. Mình phải hiểu như vậy. Các pháp ở trong đạo Phật không phải là những thực thể riêng biệt. Các pháp ở trong ngôn từ Phật giáo, nó chỉ có nghĩa là đối tượng của tâm. Ví dụ như cái hoa này, nó không phải là thực thể riêng biệt. Cái hoa này là đối tượng của nhận thức tôi, của tri giác tôi. Và cái hoa này là một pháp. Một pháp có nghĩa là một đối tượng của nhận thức. Chữ pháp nó có nghĩa như vậy. Vậy thì thứ nhất đó là thân thể, thứ hai là cảm thọ, thứ ba là tâm hành, và thứ tư là đối tượng tâm hành. Và đó là bốn cái lĩnh vực để chúng ta quán chiếu. Vì vậy cho nên kinh gọi là kinh bốn lĩnh vực quan niệm, và chữ Hán dịch là niệm xứ kinh. Xứ tức là cái đối tượng của niệm. Niệm xứ tức là đối tượng của quan niệm. Nói cho đúng là tứ niệm xứ kinh, tức là bốn cái đối tượng của sự quan chiếu. Cho nên chúng ta dịch là kinh bốn lĩnh vực quan niệm. Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe Đức Thế Tôn dạy hồi người còn đang cư trú ở Kamasadama, nơi một ấp phố của giống dân Kuru. Đứng về phương diện nơi chốn, thì tụng bản Sarvastivada tiếng Pali và tụng bản của Hữu Bộ kinh niệm xứ giống nhau. Từ hai bên đều nói giống như nhau về cái địa điểm nơi đó Bụt đã dạy kinh này. Trong bản chữ Hán, Kamasadama dịch là Kimasadam, và Kurusu dịch là câu lầu sầu. Một hôm Đức Thế Tôn gọi các vị khách sĩ. Này quý thầy, các vị khách sĩ đáp: Thưa Đức Thế Tôn, có chúng con đây. Bụt nói: Này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắc phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Đó là con đường có bốn phép an trú trong quan niệm. Bốn phép an trú trong quan niệm ấy là những phép nào? Này các vị khách sĩ an trú trong phép quan niệm thân thể nơi thân thể, cảm thọ nơi cảm thọ, tâm thức nơi tâm thức, và đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức loại ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Trong câu này chúng ta thấy được bốn cái lĩnh vực quan niệm là bốn lĩnh vực nào: thân thể nơi thân thể, cảm thọ nơi cảm thọ, tâm thức nơi tâm thức, và đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức.
Và câu hỏi đầu chúng ta tự đặt ra là tại sao không có nói quan niệm thân thể mà nói quan niệm thân thể nơi thân thể. Nếu chúng ta là một nhà khảo cứu thì chúng ta sẽ có khuynh hướng cho rằng cái đối tượng của sự khảo cứu nó là một cái đối tượng độc lập đối với nhận thức của ta. Như là con vi trùng, nó nằm dưới cái hiển vi của nhà khoa học đó, nó không có dính líu gì tới nhà khoa học. Và người quán chiếu với đối tượng quán chiếu là hai cái thực thể riêng biệt. Đó là phương pháp của khoa học hay là phương pháp của nhận thức dung thường ở ngoài. Nhưng mà trong khi tu tập thì chúng ta phải học để mà vượt lên khỏi cái đường ranh giới nó chia cắt chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu. Chúng ta làm thế nào để chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu nó trở thành là một, và khi đó thì cái hiểu biết mới trở nên sâu sắc. Dù sao thì chúng ta cũng biết rằng cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta nó có mang màu sắc của tâm thức nghiên cứu. Tại vì không thể nào tách rời ra cái đối tượng quan chiếu với cái chủ thể quan chiếu được. Nhất là trong đạo Phật luôn luôn nói rằng pháp tức là đối tượng của tâm. Ngoài tâm không có pháp và ngoài pháp không có tâm. Và vì vậy cho nên người quán chiếu đi vào trong lòng đối tượng của quán chiếu, và cái ranh giới giữa người quán chiếu và vật quán chiếu nó bị lấy, nó được lấy đi. Khoa học bây giờ họ cũng đã bắt đầu thấy được điều đó. Họ biết rằng cái chủ thể quán chiếu nó ảnh hưởng tới quán chiếu, tức đối tượng của sự quán chiếu. Không thể nào lấy cái tâm thức chủ quan ra khỏi cái đối tượng quán chiếu được. Cũng như là khi người ta rọi ánh sáng vào một cái đối tượng quán chiếu như là một cái điện tử, thì cái ánh sáng đó, nếu không có ánh sáng đó thì không có thể trông thấy được. Nhưng mà khi mà dọi ánh sáng vào thì ánh sáng nó sẽ làm biến hình, nó sẽ ảnh hưởng tới cái đối tượng đó. Tại vì cái ánh sáng này cũng là một cái nguồn năng lượng, mà khi nguồn năng lượng đó nó chiếu vào một cái đối tượng nào, nó ôm ấp một cái đối tượng nào, thì đối tượng đó nó sẽ thay đổi. Thì cái nhận thức của chúng ta cũng vậy, nhận thức ta cũng là một nguồn năng lượng. Khi mà ta ôm ấp hay là quán chiếu một đối tượng nào thì đối tượng đó nó cũng sẽ thay đổi. Đó là cái liên hệ giữa chủ thể và đối tượng. Cho nên khoa học bây giờ, khoa học vật lý nguyên tử bây giờ cũng có khuyên ta là muốn thấu hiểu được cái bản chất của một điện tử thì mình phải học làm một người, một kẻ tham dự.
mà đừng có khư khư giữ cái vai trò một người quan sát. Họ dùng danh từ là the participant và the observer. Nếu mình là một observer đứng ngoài thì không bao giờ mình hiểu được. Mình phải tập là một participant, tức là mình phải tham dự vào đó, mình phải là một với cái đó. Cũng như trong tiếng Pháp mình có cái động từ comprendre. Comprendre là hiểu. Mà chữ comprendre nó gồm có cái tiền từ com, C-O-M, và động từ prendre, tức là cầm lên. Hiểu một vật gì, tức là cầm vật ấy lên và đồng nhất mình với cái vật đó. Đó là cái ý nghĩa của chữ com, cái tiền từ com, comprendre, tức là hiểu. Ví dụ như là mình muốn hiểu sự gì của mình thì mình phải đặt mình vào trong con người của sự gì của mình. Mình phải thấy những cái tâm hành, những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái hy vọng, những cái hạnh phúc của sự gì của mình. Mình đặt vào mình vào trong xương thịt của sự gì của mình, là một với sự gì của mình, thì mình bắt đầu hiểu được. Còn nếu mình vẫn là một quan sát viên ở ngoài thì không thể nào mình hiểu được người kia. Cho nên ở bên Ấn Độ họ thường có cái ví dụ như thế này, là một hạt muối kia đứng ở trên bờ biển và thao thức muốn biết rằng nước biển nó mạnh tới mức nào. Thì người ta mới nói hạt muối, nếu mà mày muốn biết nước biển mạnh như thế nào thì chỉ có cách là mày nhảy xuống dưới biển và mày hòa với biển, và lúc đó cái hiểu biết của mày về cái độ mạnh của muối nó sẽ toàn vẹn, nó sẽ tuyệt hảo. Đó là cái cách người ta giải thích tại sao muốn hiểu một cái gì thì mình phải tham dự vào cái đó. Mình trở thành một với cái đó thì cái hiểu mới có thể gọi là sâu sắc được. Còn không thì cái thấy cái hiểu nó vẫn còn có tính cách phân biệt và kỳ thị. Đứng về phương diện chính trị và văn hóa cũng như vậy. Nếu có những cái cuộc xung đột, tranh chấp thì thường thường mỗi bên đều tự cho mình là đúng và bên kia là sai. Và nếu hai bên ngồi vào bàn hội nghị mà có người giúp cho hai bên hiểu được nhau, thì tự nhiên hai bên sẽ có thể hiểu được những cái khổ đau, những khó khăn của nhau và đi tới một cái hiệp ước sống chung và hòa bình một cách dễ dàng hơn. Hai anh em hay là hai vợ chồng giận nhau, chống nhau, buồn nhau, làm cho nhau khổ là tại vì người này nghĩ rằng người kia hoàn toàn là khác biệt với mình. Nhưng mà nếu tìm cách để đặt mình vào trong vị trí của người kia và thấy được tất cả những khổ đau, những thao thức, những lo lắng, những khó khăn của người kia, thì tự nhiên mình hiểu thì tự nhiên mình có thể chấp nhận được, và chấp nhận được thì mình có thể đi tới cái sự tha thứ, chung sống hòa bình an lạc với nhau như thường. Cho nên không phải là chỉ trong cái lĩnh vực quán chiếu thiền tập mà chúng ta phải xóa bỏ cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng, mà chính ngay trong cái sự sống hàng ngày, nếu chúng ta muốn đạt tới cái kết quả hiểu và thương thì chúng ta cũng phải tập xóa bỏ cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng. Vì vậy cho nên quán niệm thân thể nơi thân thể, nghĩa là quán niệm thân thể như thế nào để mình hòa nhập nơi thân thể, mình trở thành một với thân thể, và cái ranh giới giữa sự người quán chiếu và đối tượng quán chiếu là thân thể nó không còn nữa thì mới thành công được. Và điều này ta chỉ có thể hiểu được khi ta đi sâu vào trong kinh
và nhất là khi ta đem kinh vào áp dụng trong cái sự thực tập quán chiếu. Ví dụ như là kinh có dạy rằng phải quán chiếu một một cơ thể đang đang tan rã. Cái cơ thể đó mình có thể thấy ở trong bãi tha ma, hay là cơ thể đó là cơ thể của mình. Và mình phải quán chiếu rằng sau khi cơ thể đó nó phình trương ra thì bắt đầu những cái chất nước nó rịn ra từ cái cơ thể đó. Rồi sau khi cái cơ thể đó nó tan rã rồi thì là còn bộ xương được nối kết nhau bởi những đường gân. Rồi sau đó những cái đường gân đó nó tan rã, rồi những cái khúc xương nó rời rã mỗi nơi một cái. Rồi nắng mưa nó đi qua những khúc xương đó, những khúc xương đó trắng ra như vỏ sò. Và có khi nó mục, sau này nó sẽ mục, nó thành ra một đám bụi trắng. Rồi gió, một luồng gió nó thổi qua, nó bay những cái bụi xương trắng đó đi. Thì khi mình quán chiếu như vậy, mình cũng có thể nói rằng bộ xương đó là bộ xương của người khác. Mình phải thấy mình là bộ xương đó thì quán chiếu mới thành công được. Chứ mình nói đó là bộ xương của người khác thì không có được. Cái đó gọi là quán chiếu cơ thể trong cơ thể. Vì khách sĩ an trú trong pháp quán niệm thân thể nơi thân thể, cảm thọ nơi cảm thọ, tâm thức nơi tâm thức và đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, tinh cần. Tinh cần nghĩa là chuyên cần, bền bỉ, không có bỏ nửa chừng. Sáng suốt nghĩa là cái tâm mình cho tỉnh táo. Khi ngồi thiền, khi quán chiếu thì cái tâm cho thật tỉnh táo, tâm mình thật sự có mặt trong cái giây phút đó. Đừng có phiêu lưu trong cái thế giới của suy tưởng, trong cái thế giới của mơ mộng, trong cái thế giới của buồn ngủ, gọi là sáng suốt. Và tỉnh thức là như vậy. Tỉnh thức là thân và tâm có mặt và biết những cái gì đang xảy ra, loại ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ. Đối với cuộc đời có hai cái trạng thái mà chúng ta phải buông bỏ. Trước hết là trạng thái vướng mắc và trạng thái ghét bỏ. Một bên là bị kẹt vào, một bên là sợ, muốn bỏ chạy. Hai cái trạng thái đó đều phải buông bỏ hết. Vướng mắc cũng không có được, mà ghét bỏ cũng không được. Bây giờ đây chúng ta đi vào trong phép, trong lĩnh vực quan niệm đầu tiên, tức là niệm thân. Niệm thân trong thân, quán thân trong thân. Này các vị khất sĩ an trú trong pháp quán niệm thân thể nơi thân thể như thế nào? Chúng ta biết rằng trong bộ Trung A Hàm có một cái kinh gọi là kinh niệm thân, The Sutra on the Contemplation of the Body. Đó là kinh thứ 81 của Trung A Hàm. Và trong kinh này chúng ta cũng thấy cái nội dung nó tương tự như là kinh niệm xứ chúng ta đang học, niệm thân kinh, The Sutra on the Contemplation of the Body. Vị khất sĩ ấy tìm tới một khu rừng hoặc một gốc cây hoặc một căn nhà vắng, ngồi xuống trong tư thế kiết già, giữ thân hình ngay thẳng và thiết lập chánh niệm trước mặt mình. Cái câu này nó có nghĩa là chúng ta phải tìm ra một cái khung cảnh thích hợp để mà thực tập. Cái đó có thể là một khu rừng, có thể là một gốc cây, có thể là một căn nhà vắng,
Và nếu không có cái điều kiện thuận lợi đó thì nó có, sẽ có tiếng ồn, nó có, sẽ có những cái sự xáo trộn, phá rối, và mình không thành công được. Ngồi xuống trong tư thế kết già, giữ thân hình ngay thẳng. Rõ ràng là một dạy là phải giữ thân hình cho ngay thẳng. Vì cho nên trong khi ăn cơm, trong khi pháp đàm, trong khi nghe pháp thoại, tập để giữ cho cái thân hình ngay thẳng. Ngay thẳng nhưng mà không cứng như một khúc gỗ, ngay thẳng mà vẫn mềm mại, vẫn nhẹ nhàng. Và nếu như khi mà mình ngồi ngay thẳng mà mình buông thư thì những bắp thịt trong trên vai và trong cơ thể của mình nó không có co rút lại, và vì vậy cho nên mình có thể ngồi khá lâu mà không có bị mỏi mệt. Cho nên cái nghệ thuật ngồi thẳng và ngồi cho buông thư là chúng ta ai nấy cũng phải học. Khi ngồi ăn cơm cũng vậy, khi ngồi thiền cũng vậy, mình phải có cái sự an lạc và hạnh phúc trong khi ngồi. Thiết lập chánh niệm trước mặt mình. Cái chữ trước mặt này nó được dịch từ chữ Mukha. Hôm trước học kinh Phổ Môn đó, chúng ta biết rằng Mukha là cửa, là môn đó. Parimukham nó có nghĩa là có một cái cửa, lối vào, có một lối mở phía trước mặt mình. Cái câu thiết lập chánh niệm trước mặt mình nó có nghĩa là lấy chánh niệm để mở ra một cánh cửa ở trước mặt mình, để cho tất cả những sự bế tắc nó không còn nữa. Nó có nghĩa như vậy đó. Và cái chữ Mukham này mình có thể dịch là outlet, l'ouverture, opening. Nếu không thì mình bí, mình không có nẻo thoát. Vì vậy cho chánh niệm đặt trước mặt mình, tức là chánh niệm mở ra một cái khoảng không gian, mở ra một cái cửa để mình có thể thoát khỏi cái tình trạng bế tắc. Cái chữ Mukham đó mình có thể dịch là outlet, dịch là the door, the opening. Hay là mình có thể dịch là the front, in front of. Người ấy thở vào, và ấy với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Ở đây mình thấy rõ là kinh lấy lại những cái ý của kinh quan niệm hơi thở. Người ấy thở vào một hơi dài và ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy thở, ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn. Trước hết, chúng ta biết rằng
hơi thở nó được liệt vào cái đối tượng quan niệm thứ nhất, tức là thân thể. Và vì vậy cho nên quan niệm thân thể, người ta bắt đầu bằng quan niệm hơi thở. Hơi thở là cái phần gần nhất của thân thể mà mình có thể tới được. Và khi mà tới được hơi thở rồi thì mình có thể đi sâu vào trong thân thể. Và hơi thở là một cái phương tiện chuyên chở đưa mình đi sâu vào những cái thành phần khác của thân thể. Do đó cho nên khi bắt đầu thực tập, mình đi tới với hơi thở trước. Hơi thở là cái phần gần nhất đối với mình. Và tới được với hơi thở rồi, mình sẽ tới được với tất cả những cái thành phần khác của cơ thể. Người ấy thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang đang thở ra. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái hơi thở đầu tiên đúng là vào ra, chứ không phải là hơi thở dài như là chúng ta thấy ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và điều này nó phù hợp với là kinh An Ma Thủ Ý ở trong Tạp A Hàm. Cái hơi thở đầu là vào ra chứ không phải là dài. Cũng như khi xoay một vòng dài, người thở tiện khéo tay ý thức rằng mình đang xoay một vòng dài, và khi xoay một vòng ngắn ý thức rằng mình đang xoay một vòng ngắn. Vị khất sĩ mỗi khi thở vào một hơi dài ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài, mỗi khi thở ra một hơi dài ý thức rằng mình đang thở ra một hơi dài. Mỗi khi thở vào một hơi ngắn ý thức rằng mình đang thở vào một hơi ngắn, mỗi khi thở ra một hơi ngắn ý thức rằng mình đang thở ra một hơi ngắn. Kinh này nó có một chi tiết mà chúng ta không có thấy ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, là cái hình ảnh của người thở tiện. Ông thở tiện này đang tiện một cái bánh xe, một cái bánh xe bò. Một xe bò là cái phương tiện chuyên chở ngày xưa, và có những ông thợ chuyên môn tiện bánh xe. Thì cái tay phải của ông thợ nó cầm cái rìu để mà đèo, còn tay trái của ông xoay cái bánh xe. Và hai cái tay phải phối hợp với nhau. Tại vì cái lưỡi tiện, ông ta chỉ muốn tiện một cái khúc ngắn hay là một khúc dài theo cái nhu yếu của nó thôi. Và vì vậy cho nên khi mà cần phải tiện một cái khúc ngắn thì cái tay của ông xoay một khúc ngắn. Ông có ý thức được là ông cần một cái khúc ngắn hay khúc dài để ông tiện cái bánh xe đó. Ông biết một cách rất là chính xác là ông muốn ngắn bao nhiêu, dài bao nhiêu để ông có thể tiện được. Và vì vậy cho nên khi chúng ta thở vào thì cái hơi thở đó nó dài bao nhiêu hay là ngắn bao nhiêu là chúng ta có ý thức. Đó là cái ví dụ mà thôi. Cũng như khi xoay một vòng dài, người thở tiện khéo tay ý thức rằng mình đang xoay một vòng dài. Và khi xoay một vòng ngắn thì người thở tiện khéo tay biết rằng mình đang xoay một vòng ngắn. Tại vì nếu mà không có ý thức thì đâu có tiện được cái bánh xe. Phải biết rằng đó là ngắn hay là dài để cái lưỡi rìu của mình đó, nó có thể làm việc được. Thì trong khi mà chúng ta thở, chúng ta phải có ý thức được về cái chiều dài của hơi thở, nó là ngắn bao nhiêu hay là dài bao nhiêu. Người ấy tự mình tập luyện như sau: tôi đang thở vào và có ý thức rõ rệt về trọn thân thể tôi đang thở ra và có ý thức rõ rệt
về trọn thân thể tôi. Đây là hơi thở thứ ba, mà gọi là thân giác, thân hành giác, có phải không ạ? Thân hành giác. Breathing in, I'm aware of my body. Breathing out, I am aware of my body. Thở vào, tôi đang ý thức về cái thân thể của tôi. Lấy hơi thở, ôm trọn lấy thân thể, biết rõ sự có mặt của thân thể. Và tôi đang thở vào và làm cho sự vận hành của trong thân thể tôi trở nên an tịnh. Tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh. Đó là hơi thở thứ tư, gọi là thân hành túc. Breathing in, I calm my body. I calm the activities of my body. Breathing out, I calm the activities of my body. Và chúng ta thấy rằng có bốn hơi thở, nó liên hệ tới thân thể, tức là vào ra, dài ngắn, ý thức toàn thân, an tịnh toàn thân. Ý thức thân hành và an tịnh thân hành. Vậy thì quan niệm về thân thể trước hết là quan niệm về hơi thở. Và bây giờ đây chúng ta đi sang cái phần thứ hai là quan niệm về tư thế của thân thể. Khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi. Khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng. Khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi. Khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, vị ấy cũng ý thức được về tư thế ấy của thân thể. Chúng ta thường gọi cái này là tứ uy nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Trong bốn cái tư thế đó là mình phải ý thức được. Mình đang đứng thì mình phải biết rằng mình đang đứng. Mình đang đi, mình phải biết rằng mình đang đi. Mình đang nằm, mình biết rằng mình đang nằm. Mình đang ngồi, mình phải biết rằng mình đang ngồi. Phải ý thức được cái thân thể của mình. Cô Nghiêm viết cho thầy: số 1 là hơi thở, số 2 là tư thế của thân thể. Hành, trú, tọa, ngoạ, đó là bốn cái tư thế của thân thể. Và cái thân thể của mình nó đang ở trong cái tư thế nào của bốn tư thế đó thì mình cũng phải ý thức được. Thứ nhất đó là hơi thở, thứ hai là tư thế của thân thể. Tư thế của thân thể, the position of your body. Nhưng các sư cô sư chú nhớ là trong những cái tư thế hành, trú, tọa, ngoạ, mình phải biết. Chứ đi mà mình không biết là mình đang đi, tức là mình đang là cái gì? Mình đang bị ma đuổi. Và khi mình có ý thức về bốn cái tư thế của thân thể rồi thì tự nhiên nó có sự thảnh thơi. Mình sống hòa hợp với cái thân thể. Và tự nhiên
mình có cái sự thông dong. Khi đi tới hoặc đi lui, vị khách sĩ cũng chiếu dụng ý thức sáng tạo của mình về sự đi tới hay đi lui ấy. Khi nhìn trước, nhìn sau, cúi xuống, duỗi lên, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tạo ấy. Khi mặc áo kasa, mang bình bát, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tạo ấy. Khi ăn cơm, uống nước, nhai thức ăn, nếm thức ăn, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tạo ấy. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tạo ấy. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói năng hoặc im lặng, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tạo ấy vào tự thân. Lời kinh rất rõ ràng. Và vì vậy cho nên quý vị khi mà đọc uy nghi đó, đọc 39 thiên uy nghi, thì thấy rõ tại sao chúng ta phải có uy nghi. Tại vì những cái thiên uy nghi đó cũng như là những cái thi kệ để thực tập chánh niệm đó là cái sự thực thi những cái điều buộc dạy trong kinh niệm xứ. Và cái phần thứ ba ở đây mình gọi là động tác của cơ thể. Còn cái thứ hai là tư thế của thân thể, thứ ba là động tác của cơ thể. Những cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn rất rõ ràng. Mình là người tu á, thì mỗi cái cử động của cơ thể là mình phải có ý thức và có chánh niệm. Đi tới đi lui, nhìn trước nhìn sau, cúi xuống duỗi lên. Bây giờ con xoay trở lại đi. Bây giờ con đánh rơi, giả bỏ làm đánh rơi cái viết xuống dưới đất mà có chánh niệm. Rồi sau đó con cúi xuống lượm lên và cúi xuống lượm lên trong chánh niệm cúi xuống thì biết rằng mình đang cúi xuống. Nắm lấy cái bút thì biết rằng mình nào cúi nắm lấy cái bút và đứng dậy thẳng thì biết rằng mình đứng dậy thẳng. Cúi xuống, mình biết là mình đang cúi xuống. Lượm cái đó vào tay, biết là mình lượm vào cái đó tay. Đứng dậy, biết là mình đang đứng dậy. Đó là sự thực tập chánh niệm. Vậy vậy cho nên khi mà quý vị làm việc trong bếp á, một người thì quý vị cũng phải làm như vậy. Mở nước ra phải mở trong chánh niệm, lấy củ cà rốt ra phải lấy trong chánh niệm, mà cầm cái dao lên phải cầm cho chánh niệm, và gọt củ cà rốt phải gọt cho chánh niệm. Cho nên nhà bếp là một cái thiền đường. Khi mình đi vào nhà bếp là mình biết rằng cái chùa này nó có tu hay là không có tu liền à. Mà khi đi vào trong nhà bếp mà thấy 6 người đang làm việc như vậy, người nào cũng chánh niệm, cầm củ cà rốt thì biết là cầm củ cà rốt, vặn nước thì mình biết là vặn nước, thì mình thấy trong nhà bếp nó có một cái năng lượng rất lớn. Đi vào nhà bếp mà mình thấy cái năng lượng của chánh niệm nó thấm vào trong con người của mình. Cho nên nhà bếp cần phải sắp đặt, cần phải trang trí như thế nào
để cho nó phù hợp với là cái tinh thần thực tập này. Tức là một cái đạo tràng để thực tập chánh niệm. Và vì vậy cho nên trong nhà bếp mà chúng ta cũng có thể đốt nhang buổi sáng trước khi đi vào, trước khi khởi sự làm thức ăn sáng, chúng ta có thể đốt nhang, chúng ta có thể có một cái bàn thờ nhỏ ở trong nhà bếp, và chúng ta tới tách xá cái bàn thờ đó, chúng ta rút ra một cái nhang và chúng ta bắt đầu đốt cái nhang đó trong chánh niệm, rồi chúng ta dâng cái nhang đó lên và chúng ta bắt đầu một ngày làm việc ở trong nhà bếp với cái hành động đốt nhang đó trong chánh niệm. Và cố nhiên trong nhà bếp chúng ta có thể có một bình hoa. Và chúng ta phải làm thế nào để nhà bếp trở thành một cái đạo tràng? Đạo tràng tức là practice center, một cái thiên đường. Trong nhà bếp của mình ở xóm mới, có một vị nào đã treo lên một cái tấm bảng để là tôi đang làm gì đó, what I am doing, thì đó là một tiếng chuông. Mình đang làm cái gì đó, hay là mình đang theo dõi những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái quá khứ, những cái tương lai của mình mà mình không có thực sự thực tập chánh niệm. Tại vì theo cái phương pháp thực tập chánh niệm này thì cắt cà rốt đó là phải cắt cà rốt trong chánh niệm. Cái thân mình và cái tâm mình phải hoàn toàn có mặt với cái củ cà rốt. Nếu không củ cà rốt nó sẽ tủi lắm. Tại vì nó đang ở chùa và mình cũng đang ở chùa. Và vì vậy cho nên mình và củ cà rốt phải thực sự có mặt ở trong bếp. Và trong đạo tràng Mai Thôn thì chúng ta thường khuyến khích rằng trong nhà bếp á, là luôn luôn nên có một cái chuông chánh niệm. Và thỉnh thoảng có một tiếng chuông chánh niệm, mọi người dừng lại để thở, mỉm cười và nhìn nhau. Hay là trong nhà bếp nó có một cái đồng hồ, cứ mỗi 15 phút có âm nhạc đánh lên. Và khi mà âm nhạc đánh lên thì mọi người đều ngừng lại để thở, để mỉm cười và để trở về chánh niệm, giúp cho cái công việc của mình nó được diễn biến trong cái sự thực tập. Tại vì làm bếp tức là thực tập. Rồi khi mà chúng ta chấp tác ở ngoài trời thì chúng ta cũng phải làm theo tinh thần đó. Tại vì cái khác nhau duy nhất giữa một tu viện và cuộc đời bên ngoài là chỉ cái đó mà thôi. Tại bên ngoài họ cũng nấu ăn, họ cũng tắm giặt, họ cũng làm việc. Mà bên trong tu viện chúng ta cũng nấu ăn, chúng ta tắm giặt, chúng ta làm việc. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái thực tập chánh niệm của kinh niệm xứ này thì thử hỏi có cái gì khác giữa chúng ta và ngoài đời không? Và tại Mai Thôn Đạo Tràng mùa đông, mỗi mùa hè, thỉnh thoảng chúng ta hay bị hấp dẫn bởi một ý tưởng là mình nên thuê một người nấu ăn chuyên nghiệp tới để cho các thầy, các sư cô, các Phật tử, các giáo thọ nhẹ bớt. Nhưng mà sau khi suy đi nghĩ lại thì không có ai đồng ý cả. Tại vì mình có thể thuê một ông khúc professional, nhưng mà ông ta tới ông ta đâu thực tập. Và trong khi ông làm như điên thì cái tuy là làm giỏi nhưng mà cái không khí tu học ở trong chùa nó nát bét hết. Tại vì giữa những người tu chánh niệm tự nhiên có một cái ông không tu chánh niệm gì hết. Và cái điều đó nó có tính cách phá hoại, destructive rất nhiều. Vì vậy cho nên chưa bao giờ chúng ta bị cái temptation đó nó điều khiển. Ở trong cầu tiêu cũng vậy. Khi đi vào trong cầu tiêu thì cầu tiêu của mình cũng trở thành ra một cái đạo tràng. Cầu tiêu hay là phòng tắm.
Vì vậy cho nên tại các thiền viện trong phòng tắm cũng có một bình hoa. Trong cầu tiêu cũng có một bình hoa. Nghĩa là trong phòng tắm và cầu tiêu chúng ta cũng phải thực tập chánh niệm. Khi rửa mặt, khi rửa chân, khi tắm, khi kỳ cọ, khi đi cầu, chúng ta đều phải thực tập chánh niệm cả. Đây là nội dung của cái đoạn kinh này. Khi mà các vị Sa-di và Sa-di-ni mới họ học cái thi kệ chánh niệm, thi kệ thực tập chánh niệm và những cái thiền uy nghi ở trong luật, thì họ có thể không biết rằng tất cả những cái thi kệ chánh niệm đó và những cái thiền uy nghi đó là để mà thi hành cái điều của Đức Thế Tôn đã dạy ở trong kinh này. Mỗi cử động, mỗi cái tư thế của thân thể đều phải được đặt dưới ánh sáng của chánh niệm hết. Mà nếu mình thành công hay không trong sự tu học đó, là do ở chỗ này. Tại khi mình nắm được thân rồi đó, thì bắt đầu mình nắm được tâm. Và nắm được thân tâm rồi đó thì mình làm chủ. Và từ đó nó mới có sự chuyển hóa. Mình nắm lấy nó, mình làm bạn với nó, mình trở thành một với nó. Và vì vậy cho nên chánh niệm mới có thể thấm vào và chuyển hóa được cái thân và cái tâm của mình. Và không nắm được thân thì khó mà nắm được tâm lắm. Và vì vậy cho nên niệm thân là cái sự thực tập đầu tiên. Khi mà mình đi mà mình không có nắm được từng cái bước chân của mình đó, mình ở chùa 5 năm rồi mà vẫn chưa nắm được từng bước chân của mình đó, thì thử hỏi làm sao mình nắm được cái tâm của mình. Mà khi mà nắm được cái bước chân của mình rồi thì tất nhiên là mình nắm được tâm của mình. Tại vì thân với tâm nó là một khối. Dù mình có học thuộc tam tạng kinh điển đi nữa mà mình chưa nắm được cái hơi thở của mình, chưa nắm được cái bước chân của mình, chưa nắm được cái cử động của mình, thì cái sự học thuộc tam tạng kinh điển đó nó không có đưa mình đi tới đâu hết. Do đó cho nên mình phải hạ thủ công phu. Cái người mà có thực tập chánh niệm trong bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi, cái người mà có thực tập chánh niệm trong một cái động tác của cơ thể, thì người đó bắt đầu có định và có tuệ. Tại vì người đó đã có niệm, niệm, định và tuệ. Người nào mà thực tập giới luật và uy nghi là người đó đang thực tập niệm. Và thực tập niệm thế nào cũng có định và có tuệ. Và có niệm, định, tuệ thì có sự chuyển hóa. Bây giờ chúng ta đi tới cái đoạn văn kế. Vì khất sĩ là quán niệm chính thân thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bởi một lớp da và chứa đầy nhiều loại bất tịnh thuộc về thân thể ta. Này đây là tóc, này đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, hoàn cách mạc, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương và nước tiểu. Đây là phần thứ tư gọi là những cái chúng ta gọi là những cái thành phần của cơ thể, những cái thành phần của cơ thể. Tại Làng Mai chúng ta thường thực tập cái đoạn này của kinh đó, trong khi chúng ta nằm, chúng ta là làm thiền nằm. Trong khi chúng ta làm thiền nằm thì chúng ta thực tập hơi thở và chúng ta chú ý và nhận diện được những cái thành phần của cơ thể, từ tóc ở trên đầu cho đến móng chân.
Chúng ta phải đi từ trên đầu xuống dưới, và ta đi tới đâu thì ta nhận diện tới đó những cái thành phần của cơ thể ta. Mà những thành phần này 30+ cái được kể ra ở trong kinh rõ ràng. Và Đức Thế Tôn có giúp chúng ta bằng một cái ví dụ. Ngài nói rằng có một cái nông dân đó, ông lên trên gác, ông lôi xuống một cái bao hạt giống, và ông mở một cái đầu, mở cái túi hạt giống đó ra, rồi ông ta để cho những cái hạt giống đó nó chảy ra trên sàn nhà. Và tại vì ông có mắt tốt cho nên ông biết rằng đây là đậu xanh, đây là đậu đậu ngự, đây là hột lúa, đây là gạo héo rằn, đây là hạt mè, đây là gạo trắng, vân vân. Thì khi mà mình nằm xuống hay là mình ngồi như vậy thì cái con người của mình nó trở thành ra một cái bao hạt giống. Với cái ý thức sáng tạo, mình biết rằng đây là tóc, đây là lông mi, đây là lỗ tai, đây là con mắt, đây là lỗ mũi, đây là nước phân, đây là phân, đây là nước tiểu, đây là phổi, đây là tim, đây là gan. Và mình dùng cái tâm thức của mình, dùng cái chánh niệm của mình nhận diện những cái bộ phận của cơ thể, những cái thành phần của cơ thể. Mình lân la làm quen, mình tới mình ôm lấy những cái bộ phận của cơ thể. Tại vì mình trong cái đời sống hàng ngày, mình là một kẻ xa lạ đối với cơ thể của mình. Cho nên mình phải trở về làm quen lại với cơ thể, ôm ấp lấy cơ thể, chấp nhận cơ thể và trở thành một với cơ thể của mình. Đây là một cái thực tập và hòa bình rất quan trọng. Chúng ta đọc cái đoạn đó. Này các vị khất sĩ, ví dụ có một cái bao tải đựng đủ các loại ngũ cốc như gạo lứt, gạo héo rằn, hạt lúa, đậu xanh, đậu ngự, mè, gạo trắng, và hai đầu bao tải có thể mở ra. Một người có mắt tốt khi mở bao ra thấy rõ mọi loại hạt chứa đựng trong bao. Này đây là gạo lứt, gạo héo rằn, này đây là hạt lúa, này đây là đậu xanh, này đây là đậu ngự, này đây là hạt mè, này đây là gạo trắng. Cũng như thế, khi quan sát về chính thân thể của mình, vị khất sĩ thấy được mọi thứ từ gót chân đến đỉnh đầu, và từ đỉnh đầu xuống gót chân bao bọc bởi một lớp da và chứa đựng nhiều loại bất tịnh thuộc về thân thể ta. Này đây là tóc, này đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mạch, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương và nước tiểu. Có một chi tiết mà chúng ta phải nhận diện là những cái chữ nói về nhiều loại bất tịnh. Trong cái đoạn văn này, bốn cái chữ chứa đầy, sáu cái chữ chứa đầy nhiều loại bất tịnh nó được lặp lại hai lần. Và tôi tin rằng những cái chữ này đã được thêm vào sau. Nhiều khi chúng ta học học Phật mà học theo kiểu như giống như học toán á, chúng ta biết rằng bốn lĩnh vực quan niệm trước hết là thân, rồi đến thọ, rồi đến tâm, rồi đến pháp.
khi thầy làm học tăng chú tiểu á, thì thầy được học về tứ niệm xứ một cách đơn giản thôi. Và người ta ráp những cái giáo lý vô thường, vô ngã, bất tịnh với là tứ niệm xứ. Trong khi tứ niệm xứ là một cái phương pháp rất đặc biệt. Tứ niệm xứ nghĩa là dùng chánh niệm để nhận diện, để nhận diện cái gì đang có mặt. Chánh niệm nghĩa là khả năng nhận diện những cái gì đang có mặt. Ban đầu mình nhận diện trước, rồi từ cái mình nhận diện đó rồi thì mình sẽ có một cái thấy sâu sắc hơn về cái đó. Thì khi mình học á, thì mình học rằng là thân, là bất tịnh. Thọ là khổ. Tâm là vô thường. Và pháp là vô ngã. Và chú nào cô nào cũng học thuộc lòng cái này hết á, là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Học thuộc lòng và nói như một con vẹt. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Và như vậy tức là gán cho thân một cái thuộc tính là thân là bất tịnh, gán cho thọ một cái thuộc tính gọi là khổ, gán cho tâm một cái thuộc tính là vô thường, và gán cho pháp một thuộc tính là vô ngã. Cố nhiên là bốn cái giáo lý này đích thực là giáo lý của Bụt rồi, nhưng mà đem bốn cái giáo lý này để ghép vào bốn cái này thì nó có tính cách gượng ép. Ví dụ như là thọ chẳng hạn, thọ đâu phải là chỉ khổ không, thọ nó có tam thọ phải không, tức là khổ thọ này, nhưng mà nó cũng có lạc thọ phải không, và ngoài ra là còn có xa thọ, gọi là tam thọ. Nhưng tại sao nó thọ khổ không? Thọ chỉ là khổ mà thôi. Thì có phải là đây là cái thái độ giáo điều muốn ghép cái này vào cái kia? Nếu thân là bất tịnh thì pháp nó không bất tịnh sao? Nếu pháp là nó vô ngã thì thân nó không vô ngã sao? Thọ nó không vô ngã sao? Và tâm nó không vô ngã sao? Thật ra thì nếu nói là bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã thì thân nó cũng bất tịnh, nó cũng khổ, nó cũng vô thường, nó cũng vô ngã, và thọ nó cũng vậy. Vì vậy cho nên đưa hai cái này, đưa hai cái bó này, đây là một bó, đây là một bó khác, và đồng nhất với nhau không có đúng. Mà cô nào chú nào cũng nói như con vẹt là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, nó thành ra một cái công thức. Trong khi đó chánh niệm á, là nhận diện nó thôi, chứ không cần phải nói nó là cái này, nó là cái kia. Nhận diện nó trước, rồi thì sau khi nhận diện rồi nhìn vào thì có thể thấy nó như thế này, nó như thế kia. Chẳng hạn là phải tự mình nhồi sọ trước là thân là phải bất tịnh, thọ thì phải là khổ, tâm là phải vô thường, và pháp phải là vô ngã. Đó là cái lối học nhồi sọ. Mà cái phương pháp nhồi sọ đó, cái học nhồi sọ đó, nó qua những cái thời gian khác nhau, nó đi vào ngay ở trong cái kinh của Bụt. Thân á, nó có thể là bất tịnh, nhưng mà chánh niệm về thân trước hết là để mà nhận diện cái thân, nhận diện những cái thành phần của thân thể, nhận diện trước. Rồi có thể trong khi nhận diện và nhìn sâu vào, có thể thấy được rằng trong đó nó có những cái bất tịnh,
Nhưng mà không nên nói thân bất thịnh linh liền, đó là nhồi sọ, đó là giáo điều. Cho nên bốn cái chữ, sáu cái chữ là chứa đầy những cái loại bất tịnh, là người ta thêm vào có cái ý tốt là để mà nhắc nhở người ta về giáo lý bất tịnh, nhưng mà thêm vào như vậy nó không có appropriate, nó không có thích hợp. Nói như vậy không có nghĩa là mình chủ trương rằng thân nó không bất tịnh. Nhưng mà bất tịnh phải là một cái sự khám phá của cái công trình quán chiếu, chứ không phải bất tịnh là một cái giáo điều, một cái sự nhồi sọ. Ở đây mình không có nói tới vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ. Ở đây mình chỉ nói tới cái chuyện ý thức được về những cái yếu tố của cơ thể. Tóc là tóc, phổi là phổi, máu là máu, đàm là đàm, vậy thôi. Tại sao lại đưa cái chữ bất tịnh vào đây? Và người ta học theo cái phương pháp giáo điều đó, cái tinh thần giáo điều đó, thành ra người ta nói quá nhiều về những cái danh từ khổ và vô ngã và vô thường và bất tịnh. Cho đến nỗi sau này người ta phản ứng và ta nói rằng không tịnh cũng không bất tịnh. Đó là kinh, đó là tâm kinh Bát Nhã. Bất cấu bất tịnh, cái thực tài của nó là nó vượt ra khỏi cái tịnh và cái bất tịnh. Nó vượt ra khỏi cái thường và cái vô thường. Kẹt vào cái ý niệm tịnh, nó là một cái kẹt. Nhưng mà kẹt vào cái ý niệm bất tịnh cũng là một thứ kẹt. Cho nên tâm kinh Bát Nhã nói rằng cái tính không của các pháp đó, nó không tịnh mà nó cũng không bất tịnh. Nó không có sanh mà nó cũng không có diệt. Vậy thì cái đoạn này là để giúp cho chúng ta thực tập nhận diện những cái thành phần, những cái elements của thân thể. Và mỗi ngày có thể một lần hoặc hai lần chúng ta ngồi lại hay chúng ta nằm xuống và chúng ta thở, rồi chúng ta trở về với cơ thể và chúng ta nhận diện những cái thành phần của cơ thể ta, ba mươi mấy thứ. Nhà thương họ có cái máy gọi là scanner, và họ đưa bệnh nhân đi qua cái máy scanner để họ có thể thấy rõ được những cái gì ở trong cơ thể của người bệnh nhân. Và họ dùng một cái tia sáng, một tia ánh sáng, để giúp cho ta có thể thấy được rõ ràng những cái mà ta không có thể thấy được bằng cái ánh sáng thường, bằng mắt thường, tia laser. Thì cái phương pháp của buộc ở đây ấy, là áp dụng một cái tia gọi là tia chánh niệm. Khi mình nằm xuống hay là mình ngồi thì mình dùng cái tia chánh niệm, mình quét từ đầu cho tới gót chân của mình. Và khi mà cái tia chánh niệm đi tới đâu thì mình nhận diện được tới đó những cái thành phần của cơ thể. Và vì vậy cho nên cái phương pháp này
chúng ta có thể gọi là cái phương pháp body scanning của đạo Phật. Mà thay vì dùng cái tia laser thì mình dùng tia chánh niệm, chánh niệm. Mình cho cái tia chánh niệm nó quét qua thân thể mình chậm chậm, và tới đâu thì mình nhận diện những cái bộ phận, những cái thành phần đó của cơ thể tới đâu. Thở vào, tôi có ý thức về hai mắt của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt. Thở vào, tôi ý thức về trái tim tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim tôi. Đó là cái phương pháp mà chúng ta hay thực tập. Và chúng ta có thể thực tập trong tư thế ngồi hay là tư thế nằm. Khi mình đi ngủ, mình nằm trên giường mà mình chưa ngủ, thì thay vì nghĩ mông lung về chuyện này hay chuyện kia, thì mình nằm dưới tay và mình trở về, mình ôm lấy những cái thành phần của cơ thể mình, mình mỉm cười với nó. Và như vậy thì cái toàn thân của mình nó trở nên an tịnh. Mình ôm lấy cái toàn thân của mình. Cái sự thực tập này rất hay là tại vì nhờ sự thực tập này mà mình trở về được cơ thể của mình và làm quen được với cơ thể của mình, tỏ cái niềm ưu ái của mình đối với cơ thể của mình. Tại vì có thể trong quá khứ mình rất là tệ bạc với cơ thể của mình. Mình lo danh, lo lợi, lo đủ thứ hết, mà mình bỏ bê cái cơ thể của mình. Mình có thương cơ thể của mình, mình rất là xa lạ đối với cơ thể của mình. Vì vậy cho nên trở về, ôm lấy cái cơ thể của mình, tỏ bày cái sự thương yêu lân mẫn, và nói rằng tôi là cơ thể tôi. Tôi là cơ thể tôi có thể gọi là thân kiến. Nó là một cái sự sai lầm. Nhưng mà cơ thể là một phần của con người, mà là phần rất quan trọng. Và vì vậy cho nên trở về để thấy rằng cơ thể nó thân thiết với mình, để làm hòa với cơ thể của mình, để mà chăm sóc cơ thể của mình, là một sự thực tập rất quan trọng. Nhất là khi trong cơ thể của mình có những cái, có những cái bộ phận, có những cái thành phần nó đang đau nhức, mà mình trở về, mình ôm ấp lấy cái bộ phận đó bằng chánh niệm, mình mỉm cười với nó, mình tỏ lộ cái sự ưu ái, thương yêu của mình, thì mình có thể làm cho cái bộ phận đó nó được trị liệu mau chóng hơn. Mình đã đối xử với gan của mình như thế nào, mình đã đối xử với mật của mình như thế nào, mình đã đối xử với phổi của mình như thế nào, mình rất là tệ bạc với những cái thành phần đó, mình đã ăn như thế nào, mình đã uống như thế nào, mình đã làm tình làm tội cái lá gan, cái buồng phổi của mình như thế nào, cái tim mình như thế nào. Cho nên bây giờ là cái lúc mình trở về, mình làm hòa, mình hòa giải với những cái bộ phận đó. Thở vào, tôi có ý thức về trái tim tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim tôi. Đó là nó nằm ở trong cái tinh thần của cái đoạn kinh này. Và chúng ta tại Lăng Mai, chúng ta không phải là chỉ thực tập với tư cách cá nhân. Khi mà thiền nằm, thiền buông thư, thì chúng ta nằm hết xuống và có một người hướng dẫn. Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, tôi có ý thức về trái tim tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim tôi. Chúng ta thực tập như là một tăng thân, trở về với cái cơ thể, với những cái thành phần của cơ thể, ôm ấp những thành phần đó, tỏ lộ sự ưu ái. Và như vậy chúng ta có thể giúp cơ thể ta trị liệu được những cái đau nhức, những cái bệnh tật của cơ thể. Và chúng ta còn có thể khai thác nhiều nữa cái đoạn kinh này để áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy tổ chức như thế nào để mỗi ngày chúng ta có thể thực tập được cái đoạn kinh này, thực tập với tư cách cá nhân hay là thực tập
với tư cách của một nhóm trong tăng thân hay là tất cả tăng thân. Lại nữa, các vị khất sĩ, trong bất cứ tư thế nào của thân thể này, vị khất sĩ cũng quán chiếu những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió. Đây là chúng ta đi tới cái phần thứ năm là tứ đại, quán chiếu về tứ đại trong cơ thể. Đại tiếng Phạn là Mahabhuta, là đất, nước, lửa và gió. Bốn cái yếu tố nó làm thành ra cơ thể, nó làm ra cơ thể. The four elements: earth, fire, water, air. Khi mà chúng ta đọc tụng bản thứ hai, tức là tụng bản kinh niệm xứ, và chúng ta đọc tụng bản thứ ba, tức là nhất nhập đạo, thì chúng ta thấy không phải là bốn đại mà là sáu đại. Tại vì cái khái niệm về sáu đại nó được đưa vào sau. Đất, nước, lửa, gió lại thêm vào hư không và tâm thức là lục đại. Địa, thủy, hỏa, phong, không, không tức là space, thức, consciousness. Trong bản Pali thì có bốn đại, mà trong cái bản chữ Hán thì có sáu đại. Bốn đại hay sáu đại cũng vậy, ta thở vào và ta nhận diện được yếu tố đất ở trong ta. Ở trong ta có yếu tố đất. Đất là mẹ ta, và vì vậy cho nên ta là con, người ta cũng có đất ở trong ta. Và khi mà ta thấy đất ở trong ta rồi, yếu tố đất trong ta rồi, thì ta cũng thấy yếu tố đất ở ngoài ta. Và yếu tố đất ở trong ta với yếu tố đất ngoài ta, nó đang giao lưu. Mỗi ngày nó có sự giao lưu giữa yếu tố đất ở ngoài ta và ở trong ta. Khi mà chúng ta ăn rau, ăn trái, thì tức là yếu tố đất nó đang giao lưu từ ngoài vào trong. Mỗi ngày ta đi cầu ra, thì nó có yếu tố đất, nó cũng đi ra. Thở vào, tôi thấy yếu tố đất trong tôi. Thở ra, tôi có thấy có yếu tố đất trong tôi. Thì nếu mà mình có thể làm hay, mình nói thở vào, tôi thấy yếu tố đất ngoài tôi. Thở ra, tôi thấy yếu tố đất ngoài tôi. Rồi thở vào, tôi thấy yếu tố đất trong tôi và ngoài tôi đang giao lưu. Chính mình thoát khỏi sanh tử là nhờ mình quán chiếu những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. Thành ra đất ở trong tôi, ở ngoài tôi đều là tôi hết. Nó không có ở trong thì nó ở ngoài, nó không ở ngoài thì nó ở trong. Và ý niệm ngoài và trong nó chỉ là một ý niệm mà thôi. Thở vào, tôi thấy yếu tố lửa trong tôi. Lửa tức là hơi nóng. Khi mà mình châm cứu, mình mà hơi lạnh những cái huyệt, cho nên mình cần đưa thêm yếu tố lửa vào. Thở vào, tôi thấy yếu tố nước trong tôi. Thở ra, tôi thấy yếu tố nước trong tôi. Cái thân thể của mình làm bằng nước nhiều còn hơn đất. Nước rất nhiều. Hơn 75% con người của mình được làm bằng nước.
và mình thấy được nước trong mình, rồi mình thấy nước ở ngoài mình, rồi mình thấy sự giao lưu giữa nước ở trong và ở ngoài. Thở vào tôi thấy không khí ở trong tôi, thở vào tôi thấy không khí, thở ra tôi thấy không khí ở trong tôi, ở ngoài tôi và sự giao lưu. Như một bác đồ tể rành nghề, hoặc một đồ tể tập sự giết một con bò và ngồi giữa ngã tư và xẻ con bò thành nhiều phần. Vì khắc sĩ cũng vậy, trong bất cứ tư thế nào của thân thể mình cũng quán chiếu những yếu tố tạo nên chính thân thể mình. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió. Và cố nhiên sự thực tập này nó không có tính cách máy móc, nó không có được làm bằng chữ nghĩa, mà mình phải thực sự thấy được yếu tố nước, yếu tố đất, yếu tố lửa và yếu tố gió trong cơ thể của mình. Xin nhắc lại, cái sự thực tập này tuy nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà nó giúp mình vượt thoát khỏi sanh tử, sự sợ hãi sanh tử. Và đây Bụt cũng có đưa ra một cái ví dụ. Một cái ví dụ này làm chúng ta hết sức là ngạc nhiên, là một bác đồ tể giết một con bò rồi xẻ con bò ra từng mảnh và biết rằng đây là cái phần nào của cái con bò. Thì chúng ta cũng phải mổ xẻ như vậy. Chúng ta phải phân tích cái này, gọi là trạch pháp, investigation into our body, và biết rằng những cái cơ thể ta được làm bằng, đây là yếu tố nước, đây là yếu tố đất, đây là yếu tố lửa và đây là yếu tố không khí. Chúng ta đã đi tới cái phần quán chiếu thứ 5, tức là quán chiếu về tứ đại, và đây là cái phần quán chiếu thứ 6, là quán chiếu tử thi. Lại ví như khi thấy một xác chết bị liệng vào bãi tha ma đã được một ngày, hai ngày hoặc ba ngày, sình lên, sanh lại, thối nát ra. Vì khắc sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình, chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Đây là một thái độ rất can đảm, thấy rõ ràng rằng mình cũng vô thường, mình cũng sẽ chết. Và khi mình nhìn cái thứ tử thi kia, mình có thể đi vào được trong tử thi kia, và mình biết rằng cái thân mình cũng như vậy. Quan niệm thân thể trong thân thể. Tuy nhiên là đối với các em bé thiếu nhi thì cái phương pháp gọi là cứu tượng quán này, cứu tượng tức là nine visualization. Cái phương pháp này nó không có thích hợp cho các em bé, nhưng mà mình đó, muốn đi sâu vào cái sự hiểu biết thực tại thì mình phải biết rằng cái phương pháp quán tử thi này nó rất có lợi lạc, gọi là cứu tượng quán.
hết rồi. Thứ là 9. Tưởng thứ là 9. Tưởng là visualization, quán là contemplation. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, bị quả rĩa, bị diều hâu kên kên và cho sói rừng ăn, và bị các loài dòi bỏ rút rĩa. Vì khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể của mình, chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương dính ít thịt và máu, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Ba chấm ở đây tức là chúng ta có thể đọc và thêm cái câu là vì khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình, chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương, không còn dính chút thịt nào, nhưng vẫn còn vướng máu, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương, không còn dính chút thịt nào và cũng không còn vướng chút máu nào, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một đống xương rời rạc đó đây, chỗ này là xương tay, chỗ nọ là xương ống chân, chỗ kia là xương bắp vế, chỗ kia nữa là xương mông, xương sống và đầu lâu. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một mớ xương trắng màu vỏ ốc. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một đống xương khô để hơn một năm trên bãi. Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một mớ xương mục tan thành bụi. Vì khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình, chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Và sau đoạn này có một đoạn như thế này: cứ như thế, vị khất sĩ sống trong sự thường trực quán niệm thân thể, nơi thân thể, quán niệm bên trong hoặc bên ngoài thân thể ấy, hoặc các quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của thân thể, hoặc quá trình hủy diệt của thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể, hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bệnh, vì khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Có người họ sẽ có phản ứng như thế này: tại sao lại phải bi quan như vậy? Tại sao mình để thì giờ để quán chiếu những cái hình tượng tiêu cực và bi quan như vậy? Thì câu trả lời là đây không phải là vấn đề bi quan hay là lạc quan,
vấn đề là vấn đề sự thật. Tất cả chúng ta, người nào cũng thao thức đi tìm sự thật. Và sự thật là vô thường. Là sự thật là cơ thể của ta một mai kia nó sẽ già, nó sẽ bệnh, và nó sẽ chết. Những người mà không thấy được sự thật là những người đau khổ rất nhiều. Những người thấy được sự thật là những người đau khổ ít. Và vì vậy cho nên đối diện với sự thật, không sợ hãi, thì ta sẽ không có bị đau khổ, ta sẽ không có bị đè nén, làm tan nát bởi những cái khổ đau của ngay chính tâm thức ta. Hơn nữa, cái ý thức về vô thường giúp ta sống những cái giây phút của đời sống hàng ngày một cách rất là sâu sắc. Ý thức về vô thường cho chúng ta cái khả năng có thể sống an lạc và hạnh phúc trong giây phút hiện tại, biết trân quý những cái giây phút của đời sống hiện tại. Và vì vậy cho nên cứu tương quán nó có thể đưa lại rất nhiều niềm vui, rất nhiều hạnh phúc cho ta. Khi cần chết thì tôi sẽ chết, nhưng mà khi còn sống thì tôi phải sống rất là sâu sắc mỗi giây phút của đời sống tôi. Là chính vì tôi biết rằng ngày mai, ngày mốt tôi sẽ phải chết, thân tôi sẽ tan thành cát bụi, cho nên hôm nay tôi biết sống một cách rất sâu sắc những giây phút còn lại của đời tôi. Và cũng vì biết rằng vô thường, sự vật là vô thường, cho nên hôm nay tôi biết chăm sóc anh, tôi biết chăm sóc chị, tôi biết làm những cái gì mà tôi có thể làm được hôm nay để cho anh được hạnh phúc, để cho chị hạnh phúc, mà tôi không có hẹn tới ngày mai. Và vì vậy cho nên tôi tạo hạnh phúc cho tôi, và tôi tạo hạnh phúc cho anh và cho chị trong chính ngày hôm nay. Đó là cái hạnh phúc nó bùng nở như một đóa hoa nhờ cái tuệ giác của vô thường. Còn chúng ta u mê, không biết là vô thường, không biết cái thân ta một ngày mai sẽ tàn hoại, cho nên chúng ta sống mà để cho khổ đau của cuộc đời nó kéo chúng ta đi. Chúng ta không có khả năng có hạnh phúc, và chúng ta liên tục tạo ra những khổ đau cho chính chúng ta và cho những người khác. Cho nên cứu tương quán nó có ích lợi rất nhiều. Nó cho chúng ta thấy sự thật, nó dạy cho chúng ta sống đời sống hôm nay như thế nào để ta có hạnh phúc, và những người chúng ta, chung quanh ta cũng có hạnh phúc. Ta sống như thế nào để ta có thể chập thúng được cái bức màn bí mật của thực tại. Và khi mà chập thúng được cái bức màn của thực tại rồi thì ta sẽ giác ngộ. Mà ta giác ngộ rồi thì ta sẽ vượt thoát tất cả những sợ hãi và những buồn đau. Do đó cho nên cứu tương quán rất là quan trọng. Ngày 20 Tây này chúng ta sẽ có một bộ xương. Để quan chiếu, chúng ta làm như là ở làng Mai không có bộ xương nào hết, cho nên mới phải đi mua tại trường đại học về một bộ xương. Kỳ thực mỗi người trong chúng ta đều có mang một bộ xương, và chúng ta chỉ cần có chánh niệm thôi là chúng ta có thể tiếp xúc với cái bộ xương đó bất cứ trong cái giờ phút nào. Vậy mà cũng phải tốn tiền, bỏ tiền ra để đi mua một bộ xương. Mà bộ xương này không phải là bộ xương thật, nó là một bộ xương bằng plastic. Chủ nhật này chúng ta sẽ học tiếp tục kinh niệm xứ, và chúng ta sẽ học về phép quán niệm cảm thọ, nơi cảm thọ.